Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Top Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của năm mới năm 2015. Thay mặt cho những người làm chương trình, tôi xin được gửi tới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm tới quý vị khán giả. Thưa quý vị, đầu năm là dịp mà chúng ta có những giây phút thực sự nghỉ ngơi, thoải mái bên cạnh gia đình và người thân. Cũng là dịp để cho mỗi một người con đất Việt tưởng nhớ về nguồn cội và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Trong chương trình Top Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng du xuân và tìm hiểu về những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, trong chương trình ngày hôm nay thì tôi có một người bạn đồng hành cùng với mình, một người con của miền Nam. Và bây giờ thì hãy cùng tôi gặp gỡ với người bạn đồng hành này nhé. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Như đã hẹn trước, không gian Luxury Lan Hương nằm trên phố Thụy Khuê, Hà Nội. Một địa chỉ quen thuộc đối với những người đem lòng yêu nét duyên dáng, tinh tế của tà áo dài truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam để gặp gỡ người bạn đồng hành của mình. Miền quê hay phố xa, người già hay trẻ thơ, đợi chờ xuân mang ước mơ. Thưa quý vị, đây sẽ là nhân vật đồng hành với tôi trong chương trình Du Xuân ngày hôm nay. Chào các bạn, ngày hôm nay thì Quyên đang chọn cho mình một chiếc áo dài của nhà thiết kế Lan Hương. Hy vọng rằng là trong cái chuyến hành trình du xuân cùng với anh Trung thì Quyên cũng sẽ có được một bộ trang phục thật là đẹp cho mình. Là ngày tình nồng chất ngất, có em đẹp xinh, gọi nhan sắc về. Chào mừng một ngày mới đến, cuộc đời hiền hòa quý mến. Chuyện tình rộn ràng thắm nên, lắng nghe mùa xuân về mang ước mơ. Và như Hồng Quyên, tôi cũng lựa chọn cho mình một bộ trang phục áo dài nam thật sự ưng ý. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong bộ trang phục truyền thống như thế này, tôi sẽ giúp cho Hồng Quyên và quý vị khán giả sẽ có một chuyến du xuân cực kỳ thú vị. Vậy địa điểm đầu tiên mình sẽ đi đâu hả anh? Anh nghĩ là em là người miền Nam ra Bắc thì chắc chắn là đến đầu xuân như thế này thì mọi người sẽ đến với lại những cái địa điểm du lịch tâm linh đúng không? Và đó là... Và bây giờ thì tôi sẽ giúp cho Hồng Quyên và quý vị khán giả đến với địa điểm du lịch tâm linh cực kỳ nổi tiếng của miền Bắc, đó chính là khu di tích lịch sử Đền Hùng. Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 100 km, là nơi thờ các vua hùng có công dựng nước, tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Xa xưa, vùng đất này là khu vực trung tâm của nước Văn Lang. Đền Hùng là nơi hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng là thể hiện hết sức cụ thể, sinh động và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phong tục dỗ tổ Hùng Vương đã trở thành truyền thống văn hóa lâu đời ở nước ta. Đó là ngày hội toàn quốc, toàn dân và trong tâm thức dân gian Việt Nam, nó mang tính thiêng liêng cao cả nhất. Vì thế mà lễ hội được tổ chức long trọng hàng năm với nghi thức đại lễ quốc gia, cùng sự hành hương trở về cội nguồn dân tộc của hàng chục vạn người từ khắp các nơi trong nước và kiều bào sống ở nước ngoài. Di tích lịch sử Đền Hùng là di tích lịch sử đặc biệt quốc gia của đất nước. Thì trong những năm vừa qua thì đặc biệt là
những cái năm gần đây, hai năm gần đây, khi mà tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận thì chúng tôi càng xác định rõ cái trách nhiệm là những người được trực tiếp trông coi giữ gìn lăng miếu tổ tiên. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng tiếp tục là hoàn thiện cái công tác đầu tư tu bổ tôn tạo các cái thiết chế thờ cúng tại khu di tích lịch sử đền Hùng. Ngay từ cuối năm 2014 thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để phục vụ cho đồng bào và du khách về thăm viếng đền Hùng trong cái dịp Tết Ất Mùi, đầu xuân và những cái ngày đầu xuân, cũng như là chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để tổ chức một cái lễ hội giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm Ất Mùi năm 2015. Hồng Quyên này, sau 2 tiếng di chuyển từ Hà Nội đến khu di tích lịch sử đền Hùng thì lúc này cảm nhận của Hồng Quyên như thế nào về không khí ở đây? Trong cái tiết trời đầu xuân như thế này thì đây rõ ràng là một không khí vô cùng lý tưởng cho những cái hành trình đầu năm. Như anh Trung có thể thấy là với một chiếc áo dài mỏng manh như thế này nhưng mà Hồng Quyên cảm thấy là vô cùng ấm áp. Có lẽ là vì về với quê cha đất tổ chăng? Hay là đi cùng với một người con trai đất tổ? Wow, thật là tự hào. Hồng Quyên có biết là khi đến với lại khu di tích lịch sử đền Hùng thì thường thường du khách đến đây sẽ cầu điều gì không? Chắc là mọi người sẽ cầu bình an nè, cầu hạnh phúc hay là cầu may mắn. Chắc chắn là có những điều đó, nhưng bên cạnh đó thì với rất nhiều bạn trẻ hay là các bạn sinh viên thì thường thường đến đây thì mọi người còn cầu duyên này. Wow. Và cầu những điều may mắn trong những dịp thi cử nữa. Ngày hôm nay thì khi mà đến với khu di tích lịch sử đền Hùng thì anh sẽ giới thiệu cho Hồng Quyên những cái địa điểm du lịch tiêu biểu của khu di tích đền Hùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chứ? Chắc chắn rồi. Tôi may mắn được sinh ra trên quê hương đất tổ. Có lẽ vì thế mà tôi hiểu được phần nào cảm xúc và lòng mong mỏi của người bạn đồng hành với mình trong dịp đầu xuân được về với nguồn cội. Chuyến hành trình của chúng tôi bắt đầu từ chân núi Nghĩa Lĩnh. Cũng giống như nhiều du khách hành hương về với nguồn cội, tôi và Hồng Quyên cũng thành tâm vái lại hai thần gác cổng đền thiêng. Sẽ phải trải qua rất nhiều bậc thềm với con đường uốn lượn theo chân núi Nghĩa Lĩnh mới lên đến được đền thượng, cũng là điểm cao nhất của ngọn núi này. Nhiều lượt khách hành hương về với nguồn cội trong niềm vinh dự và tự hào. Chúng tôi cảm nhận rõ được phần nào trong cuộc trò chuyện đầu năm với họ. Mỗi người một vùng quê khác nhau trên dải đất hình chữ S, nhưng cảm giác sao mà gần gũi và thân quen đến thế. Vượt qua 225 bậc thềm, du khách tiếp cận đầu tiên là khu vực đền Hạ. Đền được xây dựng lại trên nền đất cũ vào thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18. Kiến trúc kiểu chữ nhị gồm hai tòa tiền bái và hậu cung, mỗi tòa 3 gian, cách nhau 1,5 mét. Anh Trung nè, chúng ta đang được thắp hương ở khu đền Hạ đúng không? Và ở đây thì hình như em có được nghe đến một cái truyền thuyết gắn liền với Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đúng rồi, Hồng Quyên nhớ rất là rõ. Ở đây thì được tương truyền là mẹ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng và nở ra 100 con. Và 50 người con thì theo mẹ lên núi, còn 49 người con theo cha xuống biển. Còn một người con thì ở lại nối tiếp truyền thống của đời vua Hồng Vương thứ 18. Và bây giờ thì sẽ mời Hồng Quyên đi vào trong khu gian đền để chúng ta có thể là nhìn ngắm chiêm ngưỡng. Bước chân vào tòa tiền bái, bằng tấm lòng thành kính của người con đất Việt, chúng tôi chắp tay vái lại tổ tiên, vái lại các thánh thần, cầu mong năm mới an lành, hòa bình và hạnh phúc. Trong đền Hạ đặt 4 cỗ long ngai, 3 cỗ long ngai chính diện có bài vị thờ Ất Sơn Thánh Vương vị, đột ngột cao sơn cổ Việt Hùng thị thập bát thế Thánh Vương vị, Viễn Sơn Thánh Thương vị. Cỗ long ngai thứ 4 không có bài vị. Rời đền Hạ, du khách hành hương sẽ phải đi thêm 168 bậc thềm mới đến đền Trung, khu đền ở lưng chừng núi Nghĩa Lĩnh. Có lẽ là dịp đầu năm nên số lượng du khách về với chốn tổ rất đông. Mặc dù quãng đường lên với các đền không hề dễ dàng bởi dốc cao và uốn lượn, thế nhưng sự mệt mỏi không hề thấy trên mỗi gương mặt.
Điều đặc biệt khi đến với di tích lịch sử Đền Hùng, bên cạnh các ngôi đền, du khách hành hương còn được thưởng ngoạn phong cảnh của núi Nghĩa Lĩnh, nơi còn giữ lại được nhiều cây gỗ quý, những cây đại thụ có hàng trăm năm tuổi. Hồng Quyên có biết là cái địa điểm mà nơi anh em mình đang đứng là chỗ nào không? Em nghĩ là sau đền Hạ thì sẽ đến đền Trung đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì cũng bên cạnh cái phong cảnh đẹp này thì Hồng Quyên có thể nhìn thấy chỗ này có rất là nhiều những cái tảng đá. Và đây cũng chính là cái nơi mà các vua Hùng cùng các lạc hầu và lạc tướng họp bàn việc nước. Wow, nhờ anh Trung nói cho nên là em mới hiểu được những cái ý nghĩa ẩn sau những cái di tích còn để lại từ xa xưa này. Bây giờ thì mời Hồng Quyên tiếp tục đi vào khu đền Trung nhé. Nơi đây, vua Hùng Vương thứ 6 đã nhường ngôi cho Lang Liêu, người con hiếu thảo vì đã có công làm ra bánh chưng, bánh dày. Đền được xây theo kiểu hình chữ nhất, có 3 gian quay về hướng nam, chiều dài 7,2m, chiều rộng 3,7m. Bên trong bệ thờ đắp hình nổi Long Chầu Nguyệt. Trên bệ thờ đặt Long Ngai bảy vị. Chính giữa đồ thờ được bày kiểu thất sự, hai bên bày ngũ sự, đầu đốc bày tam sự. Các đồ thờ đều được sơn son thép vàng, phủ hoàng kim. Đền Hùng thì tôi có mong thứ nhất là sức khỏe đến gia đình, bạn bè, người thân và đến bản thân tôi. Và sau đó là chúc cho mọi người, tất cả mọi người và bản thân tôi sức khỏe này, hạnh phúc và an lạc. Và riêng bản thân tôi thì hiện tại tôi đang là một sinh viên. Thì tôi mong ước tôi ra trường sẽ có một công việc ổn định ạ. Tiếp tục vượt thêm 102 bậc thềm là đến Đền Thượng hay Kính Thiên Linh Điện. Tương truyền, sau khi Thánh Gióng đánh thắng giặc Ân và bay về trời, vua Hùng thứ 6 đã cởi áo, vắt lên cành kim giao rồi hóa. Ban đầu, đây chỉ là ngôi mộ, đến đầu triều Nguyễn đã xây thành lăng như hiện nay. Dạ chào cụ Tư ạ, cụ có thể giới thiệu giúp con một chút về khu di tích lịch sử Đền Thượng được không ạ? Cụ xin giới thiệu, đây là Đền Thượng, có độ cao là 175m so với mặt biển, mà đây là gọi là núi Hùng là cao nhất ấy. Dưới thời Hùng Vương thì các vua Hùng cùng các lạc hầu lạc tướng thường tới đây để làm các thủ tục cầu cúng cho trời đất được linh thiêng và xin cho mưa nắng thuận hòa, mùa màng được tốt tươi, muôn dân được no ấm hạnh phúc. Vâng, cảm ơn cụ rất là nhiều vì đã cho chúng con được hiểu hơn rất là nhiều về khu vực Đền Thượng. Và bây giờ thì chúng con có thể là đi vào bên trong để thắp hương và khấn bái được không ạ? Xin mời. Đến Đền Thượng, chúng tôi may mắn được thủ từ đền Triệu Đình Đạo hướng dẫn và thắp nén nhang thơm dâng lên các vị tổ tiên, thánh thần bằng tấm lòng thành kính nhất. Khu di tích Đền Thượng được làm theo kiểu chữ vương, kiến trúc đơn giản, kèo cầu không có chạm trổ, nền được xây dựng theo 4 cấp khác nhau, gồm nhà chuông trống, đại bái, tiền chế và trong cùng là khu hậu cung. Về với tổ tiên là Đền Hùng thì trước hết là đoàn chúng tôi đi là cũng đông, thường là 16-17 người và đi về các đền và các chùa là trước hết là cầu về sức khỏe, cầu cho con cái được học hành, thi cử đỗ đạt và cầu cho gia đình được hạnh phúc, làm ăn thì gặp nhiều may mắn thuận lợi.
Không cần thiết phải trở về bằng lối cũ, du khách đi xuống theo phía đông nam sẽ gặp đền giếng. Tương truyền các công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa thường đến đây soi xuống lòng giếng để chải tóc, chít khăn. Nhân dịp đầu xuân năm mới Ất Mùi 2015, thì thay mặt cho khu di tích lịch sử Đền Hùng, chúng tôi cũng xin kính chúc toàn thể đồng bào và du khách trong nước và ở nước ngoài một năm mới an khang thịnh vượng, và rất mong được đón đồng bào và du khách về với Đền Hùng để thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, và cũng mong rằng một năm mới đồng bào và du khách sẽ có được những đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Hồng Quyên ơi, hôm nay khi đi các đền của khu di tích lịch sử Đền Hùng thì Hồng Quyên cảm thấy thế nào? Em cảm thấy là cũng giống như những người dân cả nước, trong những ngày đầu xuân năm mới thì mọi người sẽ luôn luôn tìm đến những cái điểm du lịch văn hóa tâm linh, và đây là một cái điều vô cùng ý nghĩa và sẽ là một cái kỷ niệm mà có lẽ là không bao giờ quên trong một cái chuyến du xuân đặc biệt ở khu vực phía Bắc. Chưa hết đâu, bây giờ thì anh còn muốn giới thiệu với Quyên một chút cái cảm giác du xuân tại thủ đô Hà Nội, một cái địa điểm là của phía Bắc, và thưởng thức một chút cái bữa ăn của người Hà Nội trong dịp Tết như thế nào. Anh hứa rồi đó nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái hành trình ngày hôm nay. Em đồng ý. Mùa xuân, cảnh sắc thủ đô có một vẻ đẹp lạ thường. Vẻ đẹp của một thành phố vì hòa bình, vẻ đẹp của những sắc hoa đua nở, hay của các con phố cổ kính rêu phong nhưng đầy nhộn nhịp. Ẩn sâu trong đó là những nét văn hóa được gìn giữ cho đến tận hôm nay. Khắp nơi, mọi người đều du xuân chảy hội, hái lộc đầu năm, mong cả năm an lành, phước lộc. Đó cũng chính là lý do mà tôi và Hồng Quyên có mặt tại Hà Nội trong những ngày đầu xuân. Hà Nội 36 phố phường, mỗi một con phố có những đặc trưng riêng. Chọn phố Hàng Mã là điểm đặt chân đầu tiên để tìm hiểu về văn hóa Tết người Hà Nội. Con phố được trang hoàng lộng lẫy, luôn ngập tràn sắc đỏ và lung linh đặc trưng của Tết Nguyên Đán. Từ phong bao lì xì, câu đối đỏ, đèn lồng, giấy dán trang trí, pháo giấy, tất cả tạo nên một bức tranh huyền ảo, thơ mộng. Phố Hàng Mã luôn là một điểm du xuân hấp dẫn du khách, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Tôi và Hồng Quyên nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và những sắc màu tươi mới của con phố Hàng Mã. Có thể nói, nơi đây đã cho chúng tôi cảm nhận thực sự ấm áp về thủ đô ngàn năm tuổi, để chúng tôi hiểu hơn về văn hóa Tết của người dân thủ đô. Hồng Quyên ơi, bây giờ thì chúng ta đã có một chút lộc đầu xuân năm mới, và như đã hứa thì anh sẽ giới thiệu đến em một trang bức nghệ nhân rất là nổi tiếng của ẩm thực Hà Nội, và ở đó thì em sẽ được tìm hiểu những nét ẩm thực Hà Thành. Em nghĩ đó sẽ là một trong những cái kỷ niệm rất thú vị em. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại trang nghệ nhân này nhé. Năm mới là coi như là hai em mặc truyền thống là đẹp quá. Dạ. Chung với lại bạn là đưa bạn vào đây không? Dạ. Năm mới thì con cũng có một chút quà để biếu cô ạ, và rồi cũng chúc cô là sang năm mới là phát tài phát lộc, bạn sự như ý như trong. Rồi, 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 thế này thì năm mới là may mắn lắm đây. Dạ vâng. Cô cảm ơn nhá. Dạ. Giới thiệu với cô Tuyết, đây là bạn Hồng Quyên ạ. Hồng Quyên chính là một người con gái sinh ra tại Cần Thơ, con gái miền Nam, và ngày hôm nay thì có lẽ đây là dịp đầu tiên mà Hồng Quyên được ra với Hà Nội và đón được những cái Tết đầu năm ở Hà Nội. Quyên thấy năm mới ở Hà Nội như thế nào, không khí rồi thời tiết? Dạ, không khí với lại thời tiết ở đây là nói chung là tuyệt vời cô, bởi vì ở trong kia thì khi nào cũng tràn ngập nắng, mà tràn ngập sắc vàng của nắng, của mai, nhưng ở đây thì
thời tiết tuy là có thể là nhìn trời thì hơi âm u á, nhưng mà cái sắc đỏ của đào nè cùng với mọi người thì hay mùa đông mọi người mặc quần áo đúng rất rồi. Là dày và cảm thấy bên cái chén trà nóng như vậy là thấy ấm áp lắm. Dạ. Không biết là trong mấy ngày Tết thì cô Ánh Tuyết đã đi chơi được nhiều chưa ạ? Thực ra thì là cứ tối 30 ấy, trước giao thừa thì bao giờ cũng đi ra ngoài đường, xong rồi là đi hái lộc này rồi đi lễ chùa. Thế nhưng mà 2-3 ngày Tết thì lại đi họ hàng, thì đấy là cái nét truyền thống, rồi đi đến nhà thờ tổ lễ thì đấy là cái nét truyền thống. Thế còn cũng chưa đi ở gần đây thì có mấy cái chùa cũng nổi tiếng nhưng mà cũng chưa đi, đang định đi. Để hiểu hơn về văn hóa Tết xưa, đặc biệt muốn Hồng Quyên trong chuyến du xuân ra Bắc có thể hiểu hơn về văn hóa ẩm thực qua bữa cơm Tết của người Hà Nội, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết, người phụ nữ Hà Nội đã gắn bó nhiều năm với những món ăn cổ truyền của dân tộc. Trong không gian ấm cúng tại gia đình bà trên phố Mã Mây, chúng tôi được bà chia sẻ nhiều hơn về văn hóa Tết của người Hà Nội. Ngày hôm nay thì có lẽ là cũng như cô Ánh Tuyết vừa chia sẻ thì cô cũng đang muốn đi vãn cảnh Hồ Gươm và đến đền Ngọc Sơn. Và đấy cũng là điều mà hôm nay cháu cũng giống như là em Hồng Quyên là một người từ trong Nam ra, thì đấy là một cái điều rất là thú vị để cho em có thể là được tìm hiểu một chút về văn hóa của người Hà Nội và đón Tết những ngày đầu năm như thế nào. Thế bây giờ chúng ta đi lễ chùa, thế xong đó thì lễ chùa rồi vãn cảnh Hồ Gươm xong thì chúng ta sẽ quay về thì đúng vào dịp ăn cơm. Thì cô mời Trung với lại Quyên thưởng thức. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bây giờ có lẽ là cô cháu mình sẽ đi ra. Rồi, đi đi nhé. Đi nhé. Đơn giản, dung dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch của người con gái Hà Nội. Đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được từ nghệ nhân Ánh Tuyết qua cách nói chuyện, qua cử chỉ của bà. Chúng tôi được cùng bà đến với một địa điểm nổi tiếng của thủ đô nghìn năm văn hiến. Đó là Hồ Gươm và vãn cảnh đền Ngọc Sơn, một công trình kiến trúc chứa đựng nhiều giá trị lịch sử. Đền Xuân Sơn non gõ sông năm ba tầm em xoay tròn tháng riêng. Đền Ngọc Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ 19. Lúc đầu được gọi là chùa Ngọc Sơn, sau đổi gọi là đền Ngọc Sơn vì trong đền chỉ thờ thần Văn Xương là ngôi sao chủ việc văn chương khoa cử và thờ Đức Đại Vương Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc có công lãnh đạo quân dân đánh thắng quân Nguyên thế kỷ thứ 13. Đến với đền Ngọc Sơn, chúng tôi dâng hoa thơm và chắp tay vái lạy các vị thần để cầu mong lộc tài và may mắn. Đền Ngọc Sơn cùng với vẻ đẹp và giá trị lịch sử, đây là một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu vãn cảnh. Sự kết hợp giữa đền và hồ đã tạo thành một tổng thể kiến trúc thiên nhân hợp nhất, gợi nên cảm giác chan hòa giữa con người và thiên nhiên. Với người dân Hà Nội, Hồ Gươm có lẽ đã trở thành một địa điểm quen thuộc cho những cuộc đi dạo hay những khi cần tìm một chốn yên bình trong lòng thành phố náo nhiệt. Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân, dạo bước bên ven Hồ Gươm được ngắm nhìn viên ngọc quý của Hà Nội và nghe nghệ nhân Ánh Tuyết chia sẻ về sự tích Hồ Gươm khiến tôi cũng như Hồng Quyên cảm thấy thật sự vui và tự hào. Ai cho mùa xuân chín trên đôi môi hồng hoa có ngất ngây. Mâm cơm thì sẵn rồi. Ở nhà sắp đi về là coi như là mời cả 12 cháu ngồi vào mâm luôn. Hôm nay rất là may mắn nha, Quyên đang muốn tìm hiểu về mâm cỗ Tết. Mâm cỗ Tết hả? Vâng. Thế Quyên mâm cỗ ở trong miền trong thì có nhiều này không?
Ở trong miền Nam thì cái Mâm Cỗ chắc là không có được quá nhiều cầu kỳ như vậy. Dạ, nhưng mà nó sẽ có hai món chính là món khổ qua với thịt kho tàu. Khổ thì nó qua đi hả? Dạ, cho mong muốn cho khổ mọi cái buồn phiền khổ sở qua đi, hay cũng như kiểu là cầu vừa cho đủ xài. Thế còn Mâm Cỗ Hà Nội ngày hôm nay thì trông rất là nhiều món rất là đặc trưng của người Hà Nội. Thế có lẽ là mình nhờ cô Tuyết có thể giới thiệu cho chúng con một chút về cái mâm cỗ của mình được không ạ? Cái mâm cỗ thì người Hà Nội các cụ ngày xưa gọi là mâm cao cỗ đầy, và cái ngày Tết thì bao giờ cũng phải thể hiện nó một cái sum vầy này, rồi đầy đủ này, rồi sung túc này. Đấy, thì nó phải thể hiện được những các cái đấy để nó no đủ quanh năm. Bao giờ cũng sẽ có dưa hành này, đúng không? Dưa hành, thịt mỡ. Ở đây còn có một cái con một gì? Một con đây? Cà cuống để chấm giò. Một con cà cuống này là nước mắm ngon, cơm tám, rồi giò lụa, rồi chấm cái nước mắm có cà cuống. Đấy là cái nét cổ Lâm cổ Ly của người Hà Nội đấy. Và thường thường là trong những ngày Tết thì hầu như là bất cứ một gia đình nào ở Hà Nội đúng không ạ, sẽ có được những cái món ăn như thế này. Cái này để con đi ạ. Đây đây, rượu này là rượu rượu đỏ. Đấy, đây để mời ông. Ai đó nếu đã biết qua về mâm cỗ cổ truyền hẳn sẽ thấy mâm cỗ miền Bắc, đặc biệt là mâm cỗ Tết của người Hà Nội, thường rất bài bản, theo đúng nét cổ truyền của dân tộc. Đây là có món rất là cổ, và mâm cỗ Tết miền Bắc thường có 4 bát, 4 đĩa, tượng trưng cho tứ trụ, 4 mùa và 4 phương. Cỗ lớn thì 6 bát, 6 đĩa, hoặc 8 bát, 8 đĩa, tượng trưng cho phát lộc, phát tài. Có khi mâm cỗ lớn phải xếp cao từ 2 đến 3 tầng. Cỗ ngày xưa phải bày lên mâm gỗ hoặc mâm đồng, đi cùng với bát chiết yêu và đĩa cây mai. Trong đời sống tinh thần của người Việt, Tết Nguyên Đán là khởi đầu cho một năm mới, vận hội mới của gia đình, cộng đồng và cả dân tộc. Thế nên gia đình dù còn khó khăn, người ta vẫn gắng sắm sửa mâm cỗ Tết thịnh soạn để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, và mong tổ tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe, học hành tấn tới, làm ăn phát tài, phát lộc. Có thể nói ngày hôm nay con và Hồng Quyên rất là vui khi có dịp được ngồi cùng với lại gia đình mình trong một cái bữa cơm Tết rất là đầm ấm như thế này. Rất là cảm ơn cô ngày hôm nay đã cho bọn con được thưởng thức những cái món ăn cổ truyền của Hà Nội. Rồi cô cảm ơn Trung, cảm ơn Quyên, và chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Còn Hồng Quyên thì không biết là dịp Tết thì em thường thường là nghĩ đến cái điều gì? Dịp Tết thì hơn ai hết có lẽ là những người xa nhà, hay là những ngày này thì luôn mong muốn là được cùng ba mẹ sum vầy, được ở bên mọi người và gửi những cái lời chúc chân thành nhất đến người thân trong gia đình của mình. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì anh còn nghĩ là cái dịp Tết thì còn rất là nhiều điều may mắn ở phía trước, và cũng là cái thời điểm mà để mọi người nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, xin lỗi vì những cái gì đã qua, đúng không ạ, và để cấu trúc cho một năm mới chuẩn bị đến. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải dành thời lượng cho những chương trình Tết khác. Bây giờ thì có lẽ là Hồng Quyên và Quang Trung sẽ phải chào tạm biệt quý vị khán giả trong chương trình Tốt Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng.